rồi em tập tập con mấy ông vui. Xin cơm, xin sườn, xin hai miếng chả, hai ký nữa. Từ từ con hai ký. Hai chú ơi, chú nhớ cho tôi mượn cái đũa này chú. Để bé bóc nổi. Thì sao bóc ăn được chứ? Đúng rồi. Đũa một kẹp đũa chứ sao chứ bóc được chứ. Ông vui vậy sao bóc được ha. Thế trời, chứ đừng có đũa đi con mẹ tôi. À. Giống hồn mẹ tôi đem cái đũa đi xuống ăn đó chú ơi. À, không có đũa mẹ tôi xuống được. Ở đây nghe. Chú ơi, lấy cho ba đi hương đi chú. Mẹ ơi, hôm nay đúng là giáp năm là ngày giỗ của mẹ rồi. Nè. Yeah.